Ăn vặt sói ca, cùng ăn cùng đá FIFA, nay đã trở lại, đặt hàng ngay tại fanpage Thanh Hòa hoặc là link Shopee dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, thì hiện tại đội hình của mình đang dần hoàn thiện nha mọi người, đang hoàn thiện rồi nè. Tôi có ST, MCBO chứ, MCBO vào. Thì sửa đây, đội hình của tôi hiện tại tôi mua mới hoàn thiện thêm một con Soulmin nữa. Mới mua Soulmin 23T cộng 5 luôn rồi, mua rồi. Bây giờ đội hình chính đã xong nha, đội hình chính bây giờ đã xong, bây giờ tới lượt là mình đi mua đội hình dự bị. Mua đội hình dự bị, đó, đội hình dự bị nè. Bây giờ là mình trên đường hành trình mình đi tìm đội hình dự bị mình sẽ mua thêm con ST dự bị là Shevchenko, mua thêm ST là Shevchenko nha, mua thêm một con CF là Hurricane 23T, cặp cánh của mình là để con Mane với Sakri vào. Mane đây, Sakri vào chứ. Mane với Sakri là hai con dự bị cánh nè, Marcos Llorente là con dự bị tiếp theo nè, và thêm một con CDM đó là con Savic 22 test đó, Savic 22 test nha. Hiện tại thì mình đang đặt mua về rồi nè, về con Savic rồi nè, về con Shevchenko rồi đó, và đang đặt Hurricane nha, 253 tỷ luôn hả, mắc vậy trời, mà đặt mát luôn hả, 253 tỷ Hurricane. Ok, Hurricane hiện tại chưa mua được, và đây là hoàn thiện, gần hoàn thiện đội hình rồi, đang dần hoàn thiện nha, dần hoàn thiện đội hình của mình rồi. Ronaldo, Eusebio, Soumin mới mua luôn, hoàn thiện cái thành đội hình của Thành Hòa nha. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao đội hình mình loăng nhiều, bây giờ tôi đang hoàn thiện đội hình của mình luôn á. Soumin nè, Netvet nè, đó những con hàng quen thuộc đã dần trở lại nè. Cruz Gullit 23T đã bổ sung nâng cấp lên từ Cruz Samu CL, đó là nâng cấp 23T. Soumin 22 test nâng cấp lên 23T luôn. Varane, Van Dijk lúc anh em thấy là Van Dijk 21 World Cup đúng không? Giờ Van Dijk 22 test. Ở lúc anh em thấy là Rudiger đúng không? Giờ là Varane best World Cup, nâng cấp lên nha, nâng cấp đội hình lên. À, được là Courtois, bây giờ sẽ phải là Nick Pope. Nick Pope này mình cũng mua rồi, có mua đây luôn rồi, tôi để đây luôn rồi. Tôi dùng này cũng chính. Đó, để đây được cho Nick Pope hàng xịn như cũng được. Nick Pope xịn vào. Được luôn nha. Unai Emery huấn luyện viên của chế độ chiến thuật đội 4-2-2 STCF nha, chính thức nha. Chiến thuật đội đây, C8. Chiến thuật đội này để tạc cao đúng không? Để tạc cao quá. Chiến thuật đội để tạc quá đúng rồi. Để chiến thuật này để tốc độ đúng không? Tốc độ nó giảm chậm lại. Như thế nào nha, 422 TCF này là 422 mà anh em sẽ tấn công rất là nhiều người tấn công nha, nhưng mà phản công em đừng có công nhanh, em công nhanh là anh em sẽ bị phản công á, và khi lên á thì cầu thủ này mình chỉnh cái tốc độ nó không cao, cho nên là anh em cứ công từ từ thôi. Đó, em thấy công từ từ thôi. Xuất xa nè, đã giúp đê là vô nha. Đội hình này anh em có thể xuất xa, anh em có thể giúp đê, và cái phối hợp nó chậm rãi từng bước, đừng vội vàng. Cái chiến thuật cũ là tôi để là đội hình phản công nhanh đúng thiệt, nhưng mà phải công nhanh, nhưng đội hình nó lên không hết, hai hội cánh không chạy lên, gặp xấu vệ hay bị khủng á. Đội này thì anh em sẽ chiến đấu xấu vệ luôn,
đuôi công. Khả năng đi khi phản công là đừng có nhanh nha, phản công đừng có phản công nhanh là nó lên nó đau, tại đội này phải chậm lại bớt đi. Đội kia tôi thấy nhanh quá, và khi tôi đá hỏi anh kia đá nó phản công nhiều quá. À, bốn ngày và khi phòng ngự thì em cũng đừng lo. Tại đội này á, ơi gì vậy, đụng anh hai lần kìa. Ơ, anh đã phạt ai cho đụng anh hai lần? Trực tiếp đụng anh hai lần luôn, áo game thì chứ. Đã phạt trực tiếp đụng anh hai lần. Game hi vậy. Ơi cái con làm game nhớ cập nhật lại luật bóng đá. Gì mà đã phạt trực tiếp đụng anh hai lần luôn. À, lên phản công nè, phản công đừng nhanh nha. Phản công cũng từ từ nha anh em nha. Rồi rồi phản công chờ phối hợp à. Đó, em đẩy xuống đây nét bén nè. Trời. Tại vì cái đội hình kia tôi phản công nhanh á, cái tỷ lệ mất banh nó cao quá, mình cho phản công chậm lại để giảm lại khả năng banh đó, thấy không? Em thấy không? Khả năng phối hợp vô cảm vẫn còn nha. Nhưng nhớ phản công chậm thôi. Tại đội hình nó sẽ khắc phục lại cái lỗi của đội hình cũ á, đội hình cũ đem phản công nhanh được. Nhưng phản công nhanh đó thì anh em sẽ dễ bị mất banh. Và cái này thì cái khả năng kiểm soát banh ở phiên bản này nó quan trọng quá, cho nên mình cho nó công chậm lại tí xíu. Mình vào ủng hộ để phối hợp nhịp nhàng hơn. Em nói nhiều nha, ui hay quá vậy. Julius vẫn truyền tới khả năng phối hợp của 4-2-2 ở TSF nha. Vẫn là cánh tạt vào được, vẫn truyền vào được, nó đài dạng với đá. Đã được đó đúng không? Netbet thì anh em quất con Netbet Icon luôn nha. Netbet Icon, cộng 100 tỷ à. Họ cộng 100 tỷ luôn hả? Cái ao luôn ta. Netbet mệt đã cho Mane Sakri vào. Sakri vô đá ai? Savic vào. Gulip nghĩ chẳng ai. Milinkovic Savic mới mua. Giờ đó Milinkovic mới mua. Gì vậy? Ủa Eto. Vãi Eto đấm luôn bên đại ta. Trời. Hơn lần rồi chứ, lần áo một lần rồi chứ. Áo một lần rồi chứ, tiện đâu ra đâu. Eto đấm luôn Bandai mình luôn. Somin này. Mày quá tà đá rồi này, phối hợp được. Em cứ công từ 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 thôi, đừng vội vàng. Đừng vội vàng tới gần cắm là em sẽ có khả năng phối hợp. À lần này thì... Ủa, phạt à? Eto giờ này trâu vậy? Ghi vào lên à, ước mơ. Ok ok, anh em ước mơ và anh em thắng đuôi hoài luôn á chứ. Mày quá vậy, ai vậy mày hả? À, mày mới à, Militao cái chân trái vô luôn à, gì vậy? Quên nhớ pha đó, nếu tôi chỉnh quên pha đó và tôi biết Militao thôi, không để pha đó Militao tôi khỏi chỉnh rồi. Tôi mà chịu đấm luôn vào anh đai mình hảo chứ. Ủa Varane đánh đầu không được luôn. Căng nha, đấu căng á. 422 STCF mới. Ok. Được lấy lại nha. Đó em thấy đội 422 STCF này vẫn có thể phối hợp được nha, vẫn phối hợp được ra cánh chưa chung lộn phối hợp được chưa á. Cầu thủ đa dạng vị trí mà. Điều sai vị trí không? Ủa, người ta tô chạy gì? Trời ơi, tô kìa nè. Cái tô xuyên hết luôn ta, hay hay. Ok, bạn nó lại lên. lên. Nó thuộc mạnh gì? Thuộc mạnh. Tụi nó đấm hết thôi, kể cả thằng Bandai mạnh nhất đội mình đấm luôn, ai cũng đấm. Ừ, mình cuối nha. Hay quá ta, bốn đều. Mày chặn cái phụ đúng không? Chặn cái phụ không ta? Được nha, được. Anh như tôi nhớ là cái phụ. Kim cường mới mua. Coslo đấy, ơ không vô anh. Trời ơi. Coslo lên đây đen hoài vậy. Second goal. Cầu thủ dự bị đã ghi bàn. Pha tay người khá hợp lý ta. Pha lật kèo quá hợp lý luôn. Đóng dẫn nha, 422 mới nha anh em nha, 422 mới, 422 này thì công rất là đông á. Nhưng mà chậm, không công nhanh đâu.
Và về Netbet phải xuất xa được luôn nhá. Vô vô luôn á, Netbet phải xuất xa được luôn á nhá. Và Netbet giết đều được luôn á. Có 1.422 STC mới. Được chứ ha, rồi nó được á. Rồi nếu có điều nó công phút đầu hơi ấy, xin 5.42 đây. 422 này á, nên em sẽ ban bật, ban bật truyền. Nhưng mà lên chậm nha, lên không nhanh như sơ đồ cũ đâu. Tại sơ đồ cũ khi mà tấn công nhanh tôi cảm giác tôi có một số cái là khi tôi mất cái banh nó hay bị mất banh quá. Tại nó lên nhanh quá và đối phương nó về thủ á, mình sẽ công không kịp đâu. Rồi nó chỉnh lại, lên chậm đi xíu lại. Chậm đi xíu lại. Này để hai cánh công lên. À được ha, công chậm chậm thôi tại khi mà nó vô được vòng cấm rồi, đội này khi mà nó vô được vòng cấm rồi anh em sẽ thấy rất là nhiều người đến em có thể truyền. Truyền đâu có người chưa á, tại hai hậu vệ cánh rồi thêm hai tiền đạo CDM nữa. Nhưng khi thủ thì đội này cũng sẽ lùi vào sau mà. Ờ, hậu sau mình truyền ta. À khi từ từ nha, công từ từ lên em thấy trong vòng cấm nó đông lắm. Đông đông lắm. À, đâu có người chưa á. Đâu có người chưa á. Vô cắm đồ này để tại tôi đá với mấy em số vậy, tôi dần dần tôi cảm nhận ra cái đồ này nó còn số một cái điểm yếu nữa là cái thiếu người khi vô cắm, nó thiếu hai hậu vệ cánh được phối hợp á. Tại hai hậu vệ cánh nó chạy lên để cho hai tiền vệ cánh nó chạy vô cắm để cho trong cắm mình đông hơn tí xíu. Đồ này đồ cũ nó mình chỉ có thể truyền ra ngoài để mình tuyến hai à, nó dễ bị bắt bài quá. Về tuyến hai của vòng cắm có người hết luôn đó, khỏi bắt bài khắc phục lại. Hàng chính đều vẫn được xuất xa được đó, xuất xa được, ban bật được rồi vẫn xuất xa, chuyện xa các bạn ok đó. Eusebio về được công được, em thấy dùng cắm đông không, 3, 4, 5, 6 người luôn, hầu như 6 người thêm hai hầu cái cánh nó ra cánh nó bọc lót nè. Khi mình bí bài mình truyền ra cánh không được, còn khi vào trong cánh thì có nhiều người hơn, đỡ hơn, dễ công hơn. Ăn vặt sói ca, cùng ăn cùng đá FIFA nay đã trở lại, đặt hàng ngay tại fanpage Thành Hòa hoặc là link shopee dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.